Và cái khúc mà khi mà bị tách đao xuống á, thì có một số pha bạn đánh vô gáy mà có bảo cho trọng tài thì trọng tài không có, lúc đó đang hăng quá thì trọng tài có thể là trọng tài không nghe, nên là em bị choáng một hai cái nên là em không có đứng lên được, nhưng mà bạn đánh rất là tốt. Mình thấy trận đấu này rất là nhàm chán, không có gì để xem cả. Chống trụ. Và bây giờ là double leg takedown đến từ phía Trung Hải. Trung Hải ngay lập tức tấn công Vũ Hải. Và bây giờ là những cú đấm vào vùng mắt sườn đến từ vị trí của Trung Hải dành cho Vũ Hải. Đưa được đối phương xuống sàn rồi. Và chỉ cần một chân nữa thôi thì Trung Hải sẽ có thể ngồi được lên mao của Vũ Hải. Đây là những nỗ lực áp gà đến từ vị trí của Trung Hải. Những cú búa của Trung Hải về phía của Vũ Hải. Bắt được lên rồi. Và chắc chắn INC Renek Chok đang được set up. Rất nỗ lực. Vũ Hải cũng đang chống trả. Và liệu Vũ Hải có thể làm được điều mà Phạm Ngọc Cảnh đã làm trong 30 giây cuối cùng của trận đấu đầu tiên hay không? Và bây giờ là thời gian dành cho những cú round and pound, những cú búa của Trung Hải về phía đầu của Vũ Hải. Full mao dành cho Trung Hải. Vũ Hải đang phải chống trả bằng những cú búa. Một lần nữa lấy lại được lưng của Trung Hải. Và những cú búa vẫn đang đi về phía đầu. Những one more fist, những cú đấm đang đi về phía đầu của Vũ Hải. Vũ Hải vẫn đang rất lì lợm. Vũ Hải cũng đang thi đấu vô cùng điềm tĩnh khi anh đã tung những cú búa về đầu phía đầu của đối phương, làm lỏng tay đối phương ra và ý đồ là luồn tay vào thực hiện INC Renek Chok. Vũ Hải vẫn đang cố gắng chống trả. Chỉ Vũ Hải bây giờ chỉ có thể là phòng ngự thôi. Và trận đấu đang ở phút 2 phút 40. Nếu chống trả thì đây sẽ là một bất lợi. Không có sự chống trả thì đây sẽ là một sự bất lợi rất lớn dành cho Vũ Hải. Thưa quý vị, Trung Hải vẫn đang cố gắng chọn ra tư thế đẹp nhất để lấy cái cổ của Vũ Hải. Tiếp tục chỉ là những cú búa mà thôi. Và bây giờ thì một nửa lưng của Trung Hải, một nửa lưng của Vũ Hải đã tuột khỏi chân của Trung Hải. Nhưng bây giờ là phút lưng rồi. Tiếp tục là những cú búa chất lượng và trọng tài đã cho trận đấu dừng lại. TKO dành cho Trung Hải. Một trận đấu kết thúc ở hiệp thi đấu đầu tiên. Tiếp tục ở phút 2 phút 01 giây. 3 phút chớp nhoáng dành cho Trung Hải.
đấu mà thấy trận hoàn toàn thuộc về võ sĩ của The Eagle Fight Team. Và tại 2 phút 59 giây ngay trong hiệp 1 thì chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Trung Hà. Vâng thưa quý vị, và trước mặt tôi đây là Hà Thế Hạnh, nhà vô địch của DFL mùa trước, và người sẽ đối đầu với người chiến thắng vừa rồi. Hà Thế Hạnh, bạn đánh giá sao về trận đấu này? Mình thấy trận đấu này rất là nhàm chán, không có gì để xem cả. Và bạn đánh giá sao về đối thủ của mình ở trận chung kết? Mình sẽ dạy Trung Hải cách nấu ăn ngày mùng 7 tháng 12. Còn Trung Hải, Trung Hải đang mời bạn lên sàn. Let's go Hà Thế Anh. Còn bây giờ Trung Hải, bạn muốn gửi lời gì đến Hà Thế Anh nào? Chúng nói là con thì bay ở đây một lúc. Let's go! Hãy cho hai võ sĩ ở trận chung kết chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ! Giờ chúng tôi có thấy cái bắt tay của các bạn. Thưa quý vị, rõ ràng là giải đấu của chúng ta càng về cuối càng hấp dẫn, có phải không?